Sáng nay, Ủy ban Nhân dân thành phố Bến Tre tổ chức họp mặt kỷ niệm 17 năm Ngày Doanh nhân Việt Nam, 13 tháng 10 năm 2004, 13 tháng 10 năm 2021. 9 tháng đầu năm, trước ảnh hưởng rất lớn từ tình hình dịch bệnh COVID-19, nhất là trong thời gian tỉnh, thành phố phải thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị số 16 của Thủ tướng Chính phủ. Song với sự đoàn kết, quyết tâm và tinh thần vượt khó của cả hệ thống chính trị, sự đồng thuận hưởng ứng của cộng đồng doanh nghiệp, nhân dân, kinh tế xã hội thành phố cơ bản được duy trì, đội ngũ doanh nhân thành phố đã nỗ lực duy trì hoạt động doanh nghiệp, tạo việc làm cho người lao động và tham gia tích cực công tác phòng chống dịch. Đặc biệt, từ khi tình hình dịch bệnh trên địa bàn được kiểm soát, các doanh nghiệp đã nhanh chóng bắt tay vào khôi phục dần hoạt động sản xuất kinh doanh. Ông Nguyễn Văn Tuấn, Bí thư Thành ủy chia sẻ những khó khăn doanh nghiệp đối mặt thời gian qua, ghi nhận đánh giá cao tinh thần vượt khó, nhất là thực hiện trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp, đồng hành cùng thành phố, thực hiện công tác phòng chống dịch và công tác an sinh xã hội thời gian qua. Về giải pháp trọng tâm, thành phố tăng cường tổ chức hoạt động xúc tiến thương mại, hỗ trợ doanh nghiệp tham gia sàn giao dịch thương mại điện tử, triển khai hướng dẫn thực hiện miễn giảm thời hạn nộp các loại thuế cho doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, tư vấn, kết nối chuỗi cung ứng lao động, hướng dẫn hỗ trợ doanh nghiệp khôi phục hoạt động dịch vụ, nhất là du lịch, đẩy nhanh tiến độ công trình dự án đầu tư công, tiếp tục thực hiện tốt nghị quyết số 68, quyết định số 23 của Chính phủ, kịp thời hỗ trợ doanh nghiệp, người lao động. Dịp này, Ủy ban Nhân dân thành phố Bến Tre trao biểu trưng tấm lòng vàng cho 23 doanh nghiệp, cơ sở sản xuất có đóng góp tích cực trong công tác phòng chống dịch COVID-19, thực hiện công tác an sinh xã hội.